Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ mỗi buổi sáng chủ nhật chúng ta vẫn có chương trình vô đề chủ yếu là chúng ta mở rộng đề tài hơn thay vì tập trung vào thời sự như là từ thứ hai đến thứ sáu mong là ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái đề tài hấp dẫn và chúng ta có thể thảo luận tới tuy nhiên trước khi bước vào các đề tài thì cho phép phong được đưa một cái thông báo à, hai cái thông báo thì thứ nhất thứ nhất là ngày hôm nay phong làm sớm nửa tiếng đồng hồ tức là thay vì 7 giờ sáng giờ California tức là 9 giờ sáng giờ Houston thì Phong làm sớm là 9, à, 8 giờ rưỡi sáng giờ Hilton à, và 6 giờ rưỡi sáng giờ California lý do là bởi vì à, xong chương trình này là phải à, chạy ra phi trường để bay về California do đó thì à, làm sớm nửa tiếng đồng hồ mong là quý vị à, thông cảm cho cái này và đó là cái thông báo thứ nhất và cái thông báo thứ hai là những quý vị nào đã chuyển ngân để đặt mua tạp chí quốc phòng qua PayPal, phong nhắc lại là qua PayPal, thì quý vị vui lòng gửi lại email cho Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com, trong đó cho biết tên, địa chỉ và tên của quý vị ở trên PayPal để chúng tôi biết được và chúng tôi lưu vào trong cái hồ sơ gửi báo trong tuần tới bởi vì à, có thể là thứ năm hoặc thứ sáu báo được in xong thì bắt đầu chúng tôi sẽ cho gửi đi đó là cái mà Thông báo của Phong gửi đến cho tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong cái à, à, tạp chí quốc phòng và tạp chí quốc phòng này à, thì à, nó là cái cuốn tạp chí mà Phong đã, đã chuẩn bị cho ra vào tháng 3 ra mắt vào tháng 3 này mỗi tháng một kỳ và trong đó thì gần như là có đầy đủ tất cả những cái à, chi tiết liên quan tới những biến động ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Tại à, đây thì Phong cho quý vị xem sơ ra thì ví dụ như là Trung cộng phản đối khi mà máy bay Hải quân Hoa Kỳ bay vào eo biển eo biển Đài Loan rồi hoa kỳ tập trận ở kim sa tức là có prago rồi ở đây thì có những cái so sánh đối chiếu về hàng không mẫu hạm của trung quốc sơn đông và hàng không mẫu hạm grafor của hoa kỳ và con đường tân tân con đường tơ lụa tức là cái One, Bell, One Road của trung quốc bây giờ nó sẽ thống trị và nó có tham vọng như thế nào thì đó là những cái chi tiết nằm ở trong cái tạp chí quốc phòng mà phong đã sẽ cho ra mắt vào cuối tháng này vào cuối tháng này tức là chưa chính thức sẽ ra mắt khán giả và sẽ gửi đi do đó thì những quý vị nào mà chưa order quý vị có thể order trực tiếp với lại phong và qua cái địa chỉ email ngay trên màn hình của quý vị và trong đó chúng tôi sẽ có đầy đủ tất cả những chi tiết cho quý vị và sẽ reply cho quý vị sớm riêng những quý vị nào phong nhắc lại một lần nữa là đã chuyển ngân qua paypal thì quý vị vui lòng liên lạc lại với lại cái địa chỉ trên là để chúng tôi biết được tên địa chỉ của quý vị để gửi báo và tên mà quý vị dùng ở trong cái PayPal để chúng tôi biết chứ không thôi là PayPal họ gửi cái thông báo chúng tôi nhận ở trong cái tại cái chương mục của PayPal nhưng lại không có chi tiết gì hết cho nên là mong là quý vị sẽ hỗ trợ cho Phong rất là nhiều nha. Đó là một trong những cái thông báo của Phong. Rồi bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Ok, à, chào anh Phong xin cho hỏi về việc cựu tổng thống Donald Trump ngày hôm qua trên trang tru soso thì ông Trump cho biết là trong thứ ba này là sẽ có một cái index tức là một cái bản truy tố nhắm vào ông và có thể họ sẽ tới còng tay ông đại khái như vậy. Thì quý vị, đó là cái lời thông báo của tổng thống Trump. Tuy nhiên thì theo nhận định của báo chí cánh tả ở New York thì chuyện này sẽ không xảy ra. Thứ nhất là do vấn đề à, nó còn thiếu một số những cái tiến trình về pháp lý, nó sẽ không xảy ra. Thứ hai là họ nói rằng đây là một cái vụ án về dân sự chứ không phải về về à, hình sự tại vì à, cái câu chuyện bắt nguồn từ cái cô cái cô gái mà có tên là à, à, à tommy daniel đó cái cô này của nó cổ từng tiết lộ của từng ngoại tình với ông trump đại khái như vậy rồi sau đó thì luật sư của ông trump đã bị đuổi là michael Cohen thì chi cho cô này một số tiền nào đó rồi bây giờ nó vậy nó lại đem cái vụ này lên thì quý vị tôi nói thẳng với quý vị luôn cái vụ này là nó còn thiếu tiến trình lắm và chưa chắc đã xảy ra đó là điều thứ nhất điều thứ hai là quý vị thấy phản ứng của tất cả mọi người ngày hôm qua kể cả những ứng cử viên tổng thống là bà Nikki Haley và ông người Ấn Độ tức là Masawari cũng đã lên tiếng và nói rằng nếu như mà họ tiến hành cái văn phòng DA đó tức là cái văn phòng mà biện lý ở quận Manhattan đó mà tiến hành bắt ông Trump thì nó sẽ làm cho ông Trump chiến thắng vĩ đại chưa bao giờ có luôn. Họ nói nè, họ nói là nếu mà như vậy thì là ông Trump sẽ là người chiến thắng một cách vĩ đại và ngay cả ngày hôm qua thì nhà tỷ phú Elon Musk ông cũng lên lên tiếng và nói rằng nếu như mà thật sự họ muốn còng tay ông Trump thì ông Trump sẽ à, thắng cử một cách vĩ đại bởi vì à, nó sẽ bị bắt file, tức là sẽ bị à, à phản ứng ngược. Thì cái này ông Elon Musk nói đúng dân chúng Mỹ luôn có phản ứng ngược nếu như mà họ dùng cái hành động gọi là cái 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 câu chuyện này để nó còng tay ông Trump và cái điều thứ ba tôi cho quý vị biết luôn nếu thật sự chuyện này xảy ra thì quý vị ông Trump không những thắng cử mà cái vụ này cũng chả đi tới đâu hết tại vì sao thứ nhất là ở New York nó có cái luật gọi là Nobel Nobel tức là quý vị phạm những cái tội trọng tội như là à, giết người, hãm hiếp, tấn công tình dục hay là buông các chất cấm thì quý vị sẽ không được beo ra ngoài quý vị không được tại ngoại hầu trà mà sẽ bị nhốt cho tới ngày ra tòa còn tất cả những cái tội khác thì quý vị sẽ được trả tự do trong vòng 48 tiếng đồng hồ rồi chờ giấy ra tòa thôi và cái vụ này đánh qua đánh lại giữa DA và luật sư của ông Trump đó nó kéo dài ít nhất từ 2 năm cho tới 5 năm thì quý vị 24 là bầu cử rồi thì ông Trump vẫn điều hành cái chiến dịch bầu cử của ông ông Trump vẫn điều hành cái chiến dịch bầu cử của ông. Do đó, lỡ như mà ông thắng cử và thắng vĩ đại luôn thì ông cố nội FBI hay lại DA có quyền cộng một tổng thống. Tại vì sau khi mà ông đắc cử rồi, ông trở thành người được miễn tố và miễn trừ tất cả mọi thứ. Do đó, cái này chính ông Trump tung ra thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chiến thuật vận động tranh cử của ông Trump. Do đó quý vị Tôi sẽ có cái bài phân tích rất kỹ vào ngày thứ hai ngày mai liên quan tới vấn đề này để cho quý vị thấy rõ nhưng mà ở đây nêu sơ sơ ba vấn đề cho quý vị thấy liên quan tới cái tuyên bố của cựu tổng thống Trump nha. Rồi tiếp tục, ok à, hôm nay anh vô sớm nên ít người biết tại vì à, ngày hôm nay là tôi phải làm sớm nửa tiếng là vì sau khi xong thì là tôi phải lái xe ra phi trường. Tại vì thường thường thì không cần phải vô sớm, tại vì cái chuyến bay của tôi là 11 giờ 52 phút nhưng mà từ nhà tôi ra phi trường là hết một tiếng đồng hồ rồi thì bình thường thì chắc là cũng cỡ đó ra mình ra vừa vừa nhưng à, no, cái cuối tuần này nó là mùa spring break thì à, bên phi trường có báo là mình nên ra sớm hơn chút xíu là bởi vì mùa spring break thì người ta phải di chuyển nhiều cho nên là tôi phải à, làm sớm nửa tiếng đồng hồ để à, kịp ra phi trường nha rồi tiếp tục à chuyện này ông trâm có trả lại à, có trở ngại ứng cử không có trở ngại gì hết bởi vì truy tố là một chuyện còn quyền tranh cử là quyền công dân của ông ổng vẫn có quyền tranh cử tiếp tục và giống như tôi nói cái luật Nobel của của New York bây giờ nó bắt file nó bắt file tức là nó đã hại nó rồi là bởi vì ông Trump không phải là những cái trọng tội mà khiến cho ổng phải bị nhốt cho tới khi mà nó ra tòa vân vân ngay bây giờ họ có còng ổng thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ là ổng sẽ được ở bên ngoài lại thôi ở bên ngoài lại thôi không có cái gì gọi là biết điều cả quý vị cùng lắm là nó chơi ác thêm có nên nó giữ passport để ông không đi ra nước ngoài thôi rồi cái vụ kiện này đánh qua đánh lại thư đi thư lại canh biện ra tòa nó từ 2 năm tới 4 năm nó mới xong mà lúc đó nếu như ông thắng cử vào tháng 11 năm tới nếu ông thắng cử vào tháng 11 năm tới thì quý vị nghĩ rằng là họ có dám còng ổng không khi ông chính thức trở thành một tổng thống tân cử tại vì lúc đó là ông sẽ được miễn trừ tất cả mọi thứ coi như cái vụ này dẹp vô thùng rác luôn tôi đã hẳn quý vị và vụ này người ta vẫn nói ủa cái vụ án này là dân sự mà mắc mới gì tới hình sự thì quý vị đây là cái văn phòng da mà văn phòng da này là toàn bộ đoàn đảng dân chủ kiểm soát tại new york nha rồi tiếp tục à tại sao icc vẫn ra lệnh à, bắt putin nhưng thực tế à thừa biết ông này không rời khỏi nước nga à, thì đó ngày hôm nay ổng đi thăm Mariupol ở Ukraine đó Tôi có bản tin thời sự ngày hôm nay đó Thì tôi nói với quý vị Là họ ra là cho có lệ và theo thủ tục thôi Nhưng mà Chỉ đến khi nào Putin mất quyền lực ở nước Nga Thì lúc đó Mới bắt đầu bắt ổng mà truy tố Còn bây giờ quý vị tôi, tôi nói thiệt là không có ai bắt hết, Bạn thứ nhất, thứ hai nữa Nga lại không là thành viên của ICC Cũng giống như Hoa Kỳ, Trung Quốc những quốc gia này không một quốc gia nào là thành viên của ICC cả nha yeah. rồi tiếp tục à wow à tan đề đây đó khai ok cảm ơn các bạn Việt Nam cuộc sống ngày càng khó khăn lắm chú ơi thì chú đã nói với con ngay từ đầu và con đừng lên trên diễn đàn con thang con phải tự mình kiếm ra được cái đường hướng để mình có thể survive sinh tồn nổi Tại vì con càng than trên trên YouTube và trên Facebook hay trên bất kỳ một diễn đàn nào đó, người ta càng khinh con nhiều hơn là tại vì con sống bằng nghề bú sữa. Suốt ngày cứ phải ăn bám vào chuyện khác. Cho bây giờ đụng một chút xíu khó khăn á thì phải lên phải lên than bạn. Con phải cứng cáp, con phải uh, vững và phải kiếm được một cái solution tức là một cái giải pháp cho chính bản thân của mình trong lúc mà cả nền kinh tế của Việt Nam bị khủng hoảng chứ không phải ngồi đó lên trên mạng ngồi à, chú ơi bây giờ ở việt nam khó khăn quá chú ơi có cách nào giúp con không hay cái gì những cái đó con càng nói càng con càng sẽ bị người ta khinh tại vì con không đủ bản lãnh để vượt qua khó khăn ok rồi tiếp tục à cảm ơn chú phân tích về tổng thống trump con cứ nghe hoang mang run sợ bắt ngày tôi còn mong họ bắt ngày thứ ba nè chính bản thân tôi còn mong, mong là họ tới tận nơi họ còng tay ổng luôn và luật sư của ông cũng đã lên tiếng Nói rằng oh, Tổng thống Trump sẵn sàng hợp tác Sẵn sàng surrender Tức là tới đầu thú luôn Nhưng mà cái vị Dân Mỹ sẽ phản ứng Và tôi rất mong họ cầu ngỗng ngày thứ ba đó Có điều là tôi hiểu không, không hiểu là Họ dám cầu ngỗng hay không thôi Nha à, Trung Cộng là nền kinh tế thứ hai thế giới mà không nằm trong con nhóm G7 à, ý là một nước mà nhỏ nhưng lại trong nhóm g7 nền kinh tế lại thuộc vào cái gì chú phong đơn giản thôi khối g7 là bảy nền kinh tế lớn nhất trên thế giới có chung một giá trị trung quốc không có chung trung quốc là nước độc tài toàn trị cộng sản còn đây là bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới có chung một giá trị dân chủ và nhân quyền và dân chủ và tự do chính vì vậy khối g7 đứng đầu thế giới còn trung quốc bây giờ có nền kinh tế lớn hàng thứ hai nhưng họ không có chung giá trị còn đây người ta dùng chữ là bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới có chung một giá trị trung quốc không có nha rồi tiếp tục à, như vậy quá mừng ông tổng thống trump sẽ không bị gì hết thì tôi nói với quý vị chính bản thân tôi khi mà nhận được cái tin này chiều tối hôm qua lúc mà tôi check tin lại đó, tại sáng hôm qua tôi lại vậy dậy sớm làm thì chưa thấy tin thì quý vị Tôi vừa đọc cái tin đó xong rồi tôi đọc một loạt tất cả những cái tờ báo và những cái bài bình luận của các phía luôn, tả hữu luôn đó. Thì tôi nói rồi xong, bắt đi. Tôi còn mong nó bắt ổng nữa. Tại vì nó càng bắt ổng thì sẽ càng làm cho dân Mỹ bất mãn hơn. Và thứ hai, thứ ba nữa là gì quý vị? Họ sẽ vi phạm vào cái uh, luật bầu cử. Là bởi vì hành động đàn áp một chính trị đối, đối lập. Đó là hành động đàn áp đối với mình. Như vậy thì nước Mỹ làm sao chỉ trích những nước khác Những nước khác Nó đàn áp chính trị đối lập Nó cũng còng người ta vô tù bằng bất kỳ một lý do nào Từ Campuchia qua tới Việt Nam Cho tới uh, uh, Cái gì? Nga Nó công kích Nó lăng xê ông Navani đó Là nhân vật chính trị đối lập Đang bị ông Putin bỏ tù đó thì nước Mỹ là cái nước lên tiếng mạnh nhất, chỉ trích mạnh nhất thì bây giờ chính nước Mỹ cũng đàn áp chính trị đối lập Vậy thì vậy thì chỉ trích được ai Trên cái sàn Liên Hợp Quốc Nga với Trung Quốc nó công kích cho chết luôn Nó nói chính các anh cũng bắt nhân vật chính trị đối lập kìa Các anh cũng dùng lý do A, B, C, D để mấy, mấy anh bắt kìa Thì đừng trách chúng tôi Các anh đạo đức giả Thì quý vị tôi đã nói với quý vị rồi Tôi còn muốn họ bắt đó và dân Mỹ nói nếu mà bắt ông Trump thì coi như cái nền dân chủ nước Mỹ sẽ bị crash. Tức là sẽ vỡ luôn. Thì quý vị, tôi mong họ bắt nhưng mà có điều là tôi không biết họ có dám bắt ông ngày thứ ba hay không. Đám cánh tả chính cái tờ báo mà nó thù ông Trump nhất là tờ Washington Post. Nó còn nói rằng không thể nào xảy ra được. Nó nói còn quá nhiều tiến trình pháp lý phức tạp. Impossible là nó nó handcuff ông Trump vào ngày thứ ba, tức là nó cầm tay ổng. Thì cái vị tôi đã nói cái vị rồi, tôi còn mong họ bắt ông Trump nữa. Thì lúc đó cái vị nước Mỹ nó sẽ có một cái màu sắc khác ngay, nha. Yeah. Rồi tiếp tục vào wow. lướt qua một số những cái à, à những cái đọc rồi nha. Vụ máy bay có phải nga đang khiêu khích hoa kỳ là sao không hiểu ok em thấy ấn độ vẫn đi hai hàng như kiểu việt nam có phải không no ấn độ không phải hai hàng ấn độ là quốc gia trung lập xưa nay ấn độ là quốc gia trung lập còn cộng sản việt nam là đứng về khối cộng sản hai cái khác nhau ấn độ là một nước tự do dân chủ và họ chọn thái độ trung lập tương tự như thụy sĩ hay là trước đó là thụy điển với lại phần lan về sau này thì thụy điển phần lan thụy sĩ thì bị nga tấn công ukraine do đó họ từ bỏ thái độ trung lập còn ấn độ vẫn giữ thái độ trung lập họ khác cộng sản việt nam xa lắm nha hai chương trình thảo luận thời sự gần đây hay quá chú phong ơi mong chú làm thêm nhiều chương trình liên quan tới chủ đề này thì sẵn cái vụ thứ nhất là cái vụ mà kế huy quang là một tài tử gốc việt nói là gốc việt mặc dù gia đình anh là người hoa nhưng gốc việc là bởi vì ảnh sinh trưởng tại Việt Nam. Và báo chí của Cộng sản Việt Nam nó nó bắt đầu nó 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 bực bội cái vấn đề ảnh dùng chữ boat people đó, ảnh dùng chữ mà tôi I start with the boat đó, tức là tôi đến, tôi bắt đầu từ một chiếc thuyền đó. Thì nó không che được cái quá khứ của ảnh. nhưng bây giờ nó nói là cha ảnh người Trung Quốc, mẹ ảnh Hồng Kông, của Trung Quốc với Hồng Kông tại sao ảnh đẻ ở Việt Nam? Tại sao ảnh đẻ ở Việt Nam? Thân mẫu và thân phụ của ảnh là người gốc à, người à, Hoa nhưng mà ảnh sinh trưởng tại Việt Nam, thân mẫu thân phụ thân phụ thân mẫu là người gốc Hoa, nhưng ảnh sinh trưởng tại Việt Nam. Và sau đó đi lên thuyền vượt biên. Do đó bây giờ đó cộng sản tung tin hỏa mù. Nó nói rằng là ảnh là cha là Trung Quốc, mẹ Hồng Kông, tầm bảy tầm ba. Ảnh đẻ ở tại Việt Nam, làm gì có người Hồng Kông nào ở Việt Nam mà đẻ. Nhất là cái thời cộng sản vô, thời trước cộng sản vô còn có những người Hồng Kông di dân tới Việt Nam sinh sống làm ăn. Còn cái thời cộng sản vô nhất là lúc mà anh đi vượt biển đó Là lúc đó nó còn trục xuất người Hoa về Trung Quốc nữa Ở đâu ra mà nói cái, cái là mẹ anh Hồng Kông Thì quý vị Do đó Cái cộng sản nó tung hỏa mù ra do cho cái đám nhỏ trong nước Là tại vì nó không muốn nhắc tới cái quá khứ của kế huy quan Trốn chạy chủ nghĩa cộng sản Gọi là trốn chạy chủ nghĩa cộng sản Để đến bến bờ tự do nha rồi tiếp tục à kỳ này hy vọng ông Trump sẽ thắng cử. Bram Marie thì tôi biết là ông thắng, tức là sơ bộ thì tôi biết chắc chắn là ông thắng. Nhưng mà còn ra bầu cử ở ngoài tổng tuyển cử thì chưa biết. Tại sao tôi dám chắc chắn là bởi vì Ron DeSantis kỳ này có ra đi nữa đó thì cũng bị chia phiếu. Tại Ron DeSantis là sẽ có một số người ôn hòa bỏ phiếu chọn số này đông hơn số bảo thủ nhưng bây giờ ông sẽ bị chia phiếu bởi bà Nikki Haley và một số những nhân vật khác của đảng cộng hòa trong đó có ông uh, triệu phú ở uh, uh, Ohio ông người Ấn Độ gốc Ấn Độ đó thì những người này họ chia phiếu của Ron DeSantis ra do đó ông Trump nắm hết tất cả phiếu bảo thủ do đó tôi có tôi có thể nói là ông Trump sẽ thắng primary còn ra tới ngoài mà sân ngoài đó, tức là đấu với đảng dân chủ thì mình chưa biết được nha rồi thứ bảy vừa qua nghe chương trình đặc biệt chú phong thấy rất thú vị tôi chờ chú post lên facebook à, để gửi comment cho mọi người đọc à, đành share ra thì tôi đã có tôi đang like trực tiếp trên facebook mà nhưng mà cái chương trình đặc biệt đó thì không có bỏ lên facebook nó chỉ nằm ở trên cái youtube thôi bên facebook tôi sẽ làm live ở hai cái chương trình thứ nhất là cái chương trình à, tán gẫu thứ bảy và là chủ nhật với lại tin tổng hợp là mỗi ngày Thứ hai là tôi làm live về cái chương trình thảo luận đặc biệt là bên Facebook. Còn hai cái hưu tên nhật ký thì nó re-up ở bên Facebook thôi. Cái chương trình Facebook thì nó khác với cái chương trình của Youtube nha. Rồi tiếp tục. À... Ok, muốn bắt sống Putin thì trước tiên phải để cho Ukraine gia nhập vào Hiệp ước NATO. Còn không thì không làm được gì không ta. Thì bây giờ tôi đã nói với quý vị, trừ khi là liên bang Nga sụp đổ giống như là liên bang của Nam Tư ngày xưa. Tức là Yugoslavia đó. Thì quả chăng mới bắt được Putin để truy nã. Để truy tố chứ. Còn bây giờ ra cái lệnh truy nã thì cứ ra để đó thôi. Ngày ngày hôm nay Putin còn đích thân tới Mariupol. Và trước đó một ngày ông tới Crimea luôn. Thì quý vị, tôi đã nói với quý vị rồi là phải nhìn cho kỹ. Tại vì cái tòa án ICC là tòa án hình sự quốc tế đó. Nhiều khi họ cũng gặp trở ngại nhiều lắm. Là bởi vì có nhiều quốc gia lớn không phải thành viên. Họ không phải là thành viên trong 143 nước đó. Là bởi vì những nước lớn như là Nga, Trung Quốc hay Hoa Kỳ đó. Họ không muốn gia nhập cái tòa án này. Bởi vì họ muốn bảo vệ cho lực lượng quân sự của họ. Khi mà lực lượng quân sự của họ có mặt ở nước ngoài nhất là Hoa Kỳ nhất là Hoa Kỳ là không chấp nhận những cái đem binh sĩ Hoa Kỳ ra mà xét xử ICC đâu tôi nói thẳng luôn quý vị như vậy đó nha yeah. rồi tiếp tục à rồi lướt qua ok à cũng nên thông cảm với người dân Hoa Việt Nam hoàn cảnh thấp mộ bé biện chẳng làm được gì thì đừng có than Càng than thì càng bị khinh Tôi nói rồi đừng có than Lên trên đừng có lên mạng xã hội mà than chuyện này chuyện kia Càng than cũng không ai giúp được mình đâu Mà còn bị khinh nữa Tại vì Cái tinh thần mà tự mình là gọi là Tự lực cánh sinh là phải có Tức là tự mình phải tìm ra giải pháp cho chính mình Chứ không ngồi đó than thân trách phận Rồi xin xỏ chuyện này chuyện kia Càng nói nhiều về cái vấn đề này Thì càng càng bị khinh khi thôi Do đó tôi mong rằng các em các cháu ở trong Việt Nam Nếu đang gặp khó khăn khủng hoảng kinh tế này Thì phải cắn răng ngồi nghĩ ra giải pháp Lên Google đọc hết tất cả những cái tin tức Rồi ngồi phân tích đối chiếu so sánh để tìm ra giải pháp cho mình Chứ không có ngồi đó than nha Rồi tiếp tục Ok à Thời nào cũng có chiến tranh mà chúng ta có cách nào giải quyết mọi người cùng được sống hòa bình công chú không? Sẽ không bao giờ có. Nó đã cơ, nó đã có từ lúc con người có mặt trên trái đất tới bây giờ rồi. Chúng ta phải sống trong chiến tranh, dù ở chỗ này hay chỗ khác. Không thể nào có cái chuyện gọi là thống nhất toàn cầu được, là bởi vì sao? Thống nhất toàn cầu là sự áp đặt. Sự áp đặt đó sẽ có người phản kháng. Không có một quốc gia nào có thể thống trị toàn cầu cả. Do đó, sự khác biệt giữa các quốc gia, giữa các chủng tộc, giữa các tôn giáo. Nó sẽ và giữa các quyền lợi nữa thì nó bắt buộc phải xảy ra xung đột. Đó là điều không tránh khỏi. Cái điều mà bởi tôi nói có bị đừng xả chiến tranh là đừng có xả chiến tranh là như vậy. Là bởi vì nó không xảy ra chỗ này nó cũng xảy ra chỗ khác. Có điều mức độ, chúng ta giảm mức độ thôi. Giảm mức độ bằng lập trường rõ ràng không có vùng màu xám thì mình giảm bớt được thôi. Chứ không ai mà có thể chấm dứt được chiến tranh trên toàn cầu cả nha yeah. rồi tiếp tục à wow à rồi lướt qua một số những cái đọc rồi à vậy là ông trâm đi một chiến lược hoài thì tôi nói cái chính đích thân ổng trên trang tru So nói chuyện này là mình biết được cái ý của ông trâm là cái chiến lược và cái chiến thuật của ông như thế nào ok cái vị còn nhớ lúc mà nó đột kích vô malago không trước đó chúng ta đều không biết gì hết và bên ông trump cũng không biết luôn cho nên là lúc đó nó gây bất ngờ mà dân nó đã sửng sốt nó đã dân nó đã bắt đầu nó phản ứng rồi thì bây giờ tới cái chuyện này dân còn phản ứng mạnh hơn nữa thì tôi nói quý vị rồi nó mà bắt một cái là cả một cái nền dân chủ của nước mỹ bị crash bị vỡ luôn là bởi vì không một nước nào tin vào cái giá trị của nước mỹ nữa hết Mấy anh đi kêu, mấy anh đi kêu dân chủ ở trên toàn thế giới. Mấy anh chỉ trích những quốc gia mà đang áp chính trị đối lập thì giờ chính mấy anh cũng đang áp vậy. Lấy cái gì mà nước Mỹ nói đây? Nói tôi nghe đi, lấy cái gì mà trả lời với người ta đây? Ok. Rồi mà quý vị, cái điều tức cười nhất là gì? Những chế độ độc tài toàn trị nó không bao giờ nó nói là tại vì anh này là đối lập chính trị nó phải bắt. Nó luôn dùng những lý do khác Lúc thì lý do trốn thuế Lúc thì gây hại an ninh quốc gia Lúc thì là nhân vật nguy hiểm khủng bố Nó dùng tất cả những tội danh khác Để nó chụp mũ lên những người chính trị đối lập nó, Thì các quốc gia độc tài toàn trị và cộng sản Nó chuyên môn dùng những cái lý do đó Chứ nó đâu có dùng cái lý do chính thức là Quý vị là chính trị đối lập để nó bắt quý vị đâu Do đó bây giờ nó dùng bất kỳ Một cái tội danh nào với ông Trump Thì nó đều bị xem là đàn áp chính trị hết Okay. rồi à, ra lệnh bắt à, gì đây à, group mà nực cười à, chuyện à, hài trong khi định à, gì đây đánh quân sự ngay từ đầu thì không dám à, ở ukraine đó hả đánh một trận quyết liệt không tốn ít à, tổn thất về nhân mạng và tài chánh nên còn kéo dài thì tôi đã nói quý vị ngay từ đầu là cái chính sách nhu nhược tránh né của nato và âu châu đã dẫn tới hậu quả ngày hôm nay không những là cuộc chiến này nó tác động tới cái uh, sự sợ hãi của người dân Âu Châu mà nó còn tác động tới cái nền kinh tế toàn cầu và cái an toàn năng lượng nữa tất cả đều trả giá cho cái tham vọng của Putin nhưng đồng thời họ cũng phải trả giá cho sự nhu nhược yếu hèn của NATO và liên hiệp Âu Châu nha rồi tiếp tục à... wow đừng có nghe đồn gì hết nha tin đó tôi đã loan rồi À, chuyện tin lái xe chạy tới vùng chiếm đóng của nga ở Ukraine là có giáp. tin đó tôi có không phải lái xe mà ông đang có mặt tại Mariupol là cái vùng mà vừa bị xác nhập và trước đó một ngày thì ông ta đã có mặt tại Crimea. thì báo chí nga nó tuyên truyền là ông tới gặp nói chuyện với dân rồi đi thăm một cái trường học gì đó đại khái như vậy thì cái báo chí nga nó tuyên truyền như vậy thì uh, tin đó tôi có ngày hôm nay rồi nha Ok à Quê cha đất tổ sinh ra tại Việt Nam có nghĩa là gốc Việt Nam Quang Quế Hy sống và trưởng thành ở cộng đồng Hoa Kiều ở Mỹ giống như Trịnh Công Sơn ở Đắk Lắk nhưng chẳng qua ai Trịnh Công Sơn là gốc Đà Lạt cả Thật sự khi quý vị sinh ra ở nơi nào thì nơi đó là gốc đã Còn cái background tức là cái cái lai lịch là người đến từ xứ nào những người Việt gốc Hoa ở tại ở tại Mỹ này quý vị họ vẫn xác nhận họ là người đến từ Việt Nam đó quý vị thấy tôi đã từng kể cho quý vị nghe tất cả những người tiều ở bạc liêu quý vị có thấy họ đem tiền về Trung Quốc để đầu tư không hay họ đem tiền về bạc liêu họ đầu tư và họ là chủ nhân của các cái hệ thống chợ Á Châu lớn nhất tại nước Mỹ là người tiều gốc Việt là người tiều đó ở tại Họ nói tiếng Việt còn không đành đó quý vị Quý vị tôi đi chơi với những người đó ngoài tôi biết mà Ngồi trong bàn tiệc Ngồi với ông nhậu đó, là mình giống như điếc luôn Mình thì nói được tiếng Quảng Mấy cha toàn nói tiếng Tiều không Tiếng Tiều với tiếng Việt Mà tiếng Việt thì là bạc bẹ đó Mà họ sinh trưởng ở Bạc Liêu nha Họ sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu Và khi mà họ làm ăn có tiền của bạc Họ quay về họ đầu tư ở Bạc Liêu luôn Thì quý vị nói cho tôi nghe đi Họ là người gốc Việt Hay là họ là người gốc Tiều ở Việt Nam thì người mình gọi đó là gốc Hoa là bởi vì thân nhân của họ, cha mẹ của họ đến từ Trung Hoa. Nhưng khi qua tới Mỹ là họ coi cái người đó sinh trưởng ở đâu, họ coi là gốc ở đó. Cho nên Quang Kế Huy trên nguyên tắc là người Mỹ gốc Việt. Trên nguyên tắc ảnh là người Mỹ gốc Việt, tại vì ảnh sinh trưởng tại Việt Nam chứ anh không phải sinh trưởng ở Hồng Kông hay là ở Trung Quốc. <laughs> Do đó. Cái đám báo chí cộng sản bây giờ nó thấy là cái quá khứ của ảnh có thể có hại cho nó. Cho nên nó bắt đầu nó tung tin ra là ảnh là gốc Hoa, bố là người Trung Quốc, mẹ là người Hồng Kông là tầm bậy tầm bạ hết. Ảnh là người Việt gốc Hoa, ảnh là người gốc Việt và ảnh sinh trưởng tại Việt Nam nha. Yeah. Rồi cảm ơn người bạn nào đây à, Lê Tí Phương đóng góp 800 đồng gen. Chào chú Phong, mời chú Phong ly Starbucks từ Osaka Nhật Bản vào. Wow. Tôi nói thiệt nha, không chấm hứa Nhưng mà sau cái mùa bầu cử năm 24 đó Thì tôi có hứa với vợ tôi Là sẽ đến Nhật Bản chơi Nhưng mà không đi Tokyo Sẽ ghé Osaka và Okinawa Là những nơi mà tôi sẽ ghé tới Chứ không đi Tokyo Không phải gì hết, tại vì đời sống Tokyo nó Nó nhanh lắm Mà tôi chúng nó cũng không khác gì Mỹ cả Còn ở Osaka nó nhàn nhã hơn chút Và Okinawa Thì cái đời sống người dân đó thoải mái hơn là tôi lại muốn đi ở những nơi này nhiều hơn là đi Tokyo nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Ông Trump là người chống cộng còn ông Biden là người thân cộng, những tổ chức người Việt chống cộng mà lại chống ông Trump để ủng hộ Biden vậy là sao anh Phong? Thứ nhất, ông Trump chưa bao giờ ông nói ông chống cộng cả. Ông Trump là người chống lại chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Tức là cái ý thức hệ chứ ông chưa bao giờ ông nói ông là dân chống cộng cả và ông chưa bao giờ ông nói là tôi là anti communist cả ông chống lại ông là anti socialism mà socialism tức là xã, xã hội chủ nghĩa đó là đỉnh cao của cộng sản do đó ông chống socialism thôi còn cái thành phần mà nó gọi là nó bỏ phiếu cho biden là vì nó ghét ông trump chứ không phải vì nó ủng hộ cho biden Tại vì người Việt ở đây đều biết Biden là một trong những kẻ thù của người Mỹ gốc Việt. Bởi vì chính Joe Biden là người đã viết ra cái dự luật trên sàn thượng viện năm 1973 74 cắt bỏ tất cả những ngân sách dành cho Việt Nam Cộng hòa 400 triệu. Khiến cho ngân sách đó mình không có tiền mua vũ khí. Tại vì cái đó là cái tín dụng quân sự mà quốc hội Mỹ đã dành cho Việt Nam Cộng hòa chính Joe Biden là người làm điều này lúc mà đảng dân chủ kiểm soát lại sàn thượng viện đó họ đã bỏ phiếu theo cái dự luật đó của Joe Biden do đó đối với người Việt Joe Biden là kẻ đã bức tử cả 20 triệu quân dân miền Nam một trong những kẻ bức tử 20 triệu dân quân dân miền Nam đứng đầu là Joe Biden đứng nhì là John Kerry nha yeah, OK rồi tiếp tục à, wow à lướt vào một số cái đọc rồi nha ok à con em cháu đi học đài loan à rồi à, anh cháu sang học một tuần lễ cháu nói nếu trung quốc tấn công đài loan thì cháu xin chiến đấu cùng với người dân đài loan luôn anh phong ơi thì tôi đã nói quý vị những nơi nào dành cho quý vị một cái cơ hội để quý vị có thể à, thực hiện được cuộc sống của mình thì quý vị hy sinh cho nơi đó cái chuyện đó là chuyện đương nhiên cũng giống như tôi và, và những người việt ở mỹ Nước Mỹ đã mang tới cái cơ hội cho chúng tôi Thì đương nhiên là khi mà cần thiết là chúng tôi phải hy sinh cho nước Mỹ Thì cũng giống như những người tới Đài Loan thôi Tại vì Đài Loan dành cho họ cơ hội mà ở cả Cộng sản Việt Nam không để cho họ có cơ hội đó Tìm cách trục xuất họ ra bằng cái, cái hình thức gọi là xuất cản lao động Để kiếm ngoại tệ cho họ, kiếm ngoại tệ cho Cộng sản Thì khi mà họ tới đó họ thấy là cái đời sống bên đó giúp cho họ có cơ hội giúp cho gia đình nhiều hơn thì họ đương nhiên phải hy sinh cho cái đất, cái mảnh đất đó chứ đúng không rồi à biểu tình đòi tự trị của cộng đồng thiểu số tây nguyên chú có thông tin gì theo tôi biết thì không có nhưng mà trên tây nguyên cộng sản đàn áp rất gắt gao những người theo đạo tin lành ở cái khu vực tây nguyên là khu vực mà bị bức cãi tôn giáo nhiều nhất ở Việt Nam. Đạo tin Lành là bị bức hại vô cùng khủng khiếp ở tại đây. Còn tôi không có thấy một cái tin nào liên quan tới việc đòi tự trị cả. Ngay cả ông Chế Linh nè. Tôi nói chuyện với ông nè. Tôi nói ừ anh muốn nói chuyện gì anh nói nhưng mà tự trị là không được á. Tại Chế Linh là người chạm mà, người chăm ba mà. Đúng không? Thì tôi không thấy người uh, thiểu số trên đó đòi tự trị gì cả. Tôi chỉ thấy được là Cộng sản bức hại những người thượng ở trên đó đi theo đạo tin lành thì có nha rồi tiếp tục à ok theo anh giá vàng thế giới sẽ như thế nào trong tương lai vàng lúc nào nó cũng có giá trị riêng của nó có thể lên xuống chút đỉnh nhưng mà nó là cái giá trị vĩnh viễn tại vì nó có cả ngàn năm rồi mặc dù bây giờ có thêm cổ phiếu có thêm trái phiếu có thêm uh, những cái đồng tiền tệ nhưng mà tất cả đều được phải được khẳng định bằng giá trị của vàng hết. Do đó, bây giờ nó có lên nó có xuống thì theo cái thị trường mua bán thôi. Nhưng nó không mất giá và nó không mất đi cái giá trị của nó, tại vì nó tồn tại cả ngàn năm rồi nha. À Ok à Wow à NATO là con gà nuốt dây thun Tôi cũng không biết nhưng mà cho tới giờ phút này tôi vẫn đánh giá NATO quá nhu nhược Và bị chính trị hóa Trong khi cái tổ chức này là tổ chức quân sự lớn nhất thế giới Nhưng không đủ bản lãnh để trấn áp những kẻ đang gây họa cho thế giới Thì cái đó là cái nhận định của tôi nha qua sự kiện này tổng thống Trump được người dân Mỹ ủng hộ nhiều hơn Tôi nghĩ năm nay đặc biệt là có rất nhiều những người bên Đảng dân chủ chuyển qua Đảng Cộng hòa để bầu trong Trump. Là bởi vì lúc trước họ bị cái đám báo chí cánh tả nó vẽ nó bôi nhọ nó tô lên một cái hình ảnh của Donald Trump kỳ cục lắm, dơ bẩn lắm. Nhưng mà sau 2 năm Joe Biden điều hành quân máy quốc gia, họ đối chiếu, họ so sánh lại với 4 năm ông Trump cầm quyền, họ thấy một sự khác biệt quá lớn. Do đó, họ biết họ bị cái đám báo chí cánh tả sọ mũi lần này thì họ kinh nghiệm rồi tôi nói quý vị nước mỹ mà lúc nào cũng có những cái à, tự động điều chỉnh từ xã hội bởi vì cái hệ thống xã hội của nước mỹ nó rất là tốt nó sẽ tự động điều chỉnh những cái à, khuyết điểm và nó sẽ tự động có cái à, cái à, cái lực vô hình để kềm chế những cái à, à, những cái động cơ và những cái tâm ma về chính trị do đó hai năm qua người ta đã nhìn ra được cái bản chất thật sự của những kẻ được xưng là đảng dân chủ. người ta nhìn ra được bản chất. do đó thì hai năm sau đó người ta đã đổi rồi. thì quý vị giờ phút này tôi nói 2024 nó sẽ có một cái sự trở lại rất lớn, nha. ok à, nếu gia đình à, Biden bị dính trong à, thời gian làm tổng thống thì ông ta có thể à, à, gì đây, tha bổng cho gia đình không? trên quy tắc quyền hành pháp ông ta có quyền làm điều đó tại vì ông ta có quyền ký ân xá người duy nhất ở nước mỹ này mà có quyền ký ân xá là tổng thống thống đốc cũng có thị trưởng nhưng mà thống đốc thì ít dùng lắm nhưng mà người có cái quyền mà trong hiến pháp quy định là được quyền ký ân xá do đó về mặt quy tắc ông ta có quyền ký ân xá nhưng về mặt dư luận và thuyết phục được quần chúng hay không lại là một chuyện khác tại vì hành động đó trong mắt của những người dân mỹ và trong mắt của những người chính trị họ xem đây là hành động lạm quyền họ xem đây là cái hành động vô đạo đức thì về mặt dư luận nó là như vậy nhưng về quyền hiến pháp thì tổng thống là người có quyền ký ân xá cho bất cứ một người nào trên nước mỹ đó là quyền của tổng thống okay? nhưng mà về mặt dư luận về mặt đạo đức thì sẽ bị đánh giá và bị lên án và nó trở thành một câu chuyện lịch sử nha rồi tiếp tục ok à qua hầu lướt qua một số những cái quý vị đã đọc rồi đã, đã, đã tôi đã đọc rồi nha ok anh phong chuyện gì xảy ra nếu thực sự tổng thống trump bị bắt theo như lời ông ấy nói thì tôi đã nói quý vị đó bài phân tích đó quý vị đón nghe vào ngày thứ hai tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy và tôi đã nói thẳng luôn nên dân chủ của nước Mỹ sẽ bị crash Bởi vì đây là hành động bất hại chính trị Trong khi Mỹ đi rêu rao khắp nơi Và đi chỉ trích khắp nơi từ Navani của Nga Cho tới những nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc Cho tới lên án cấm vận đối với Campuchia Vì bất hại đảng chính trị đối lập thì bây giờ tất cả những cái này cả cộng đồng quốc tế họ nhìn vô nó Ủa thì anh cũng làm y trang như vậy chứ anh có khác gì đâu anh cũng nhân danh điều ABCD để anh bức hại chính trị. Do đó, tôi còn mong là họ còng họ bắt ông Trump nữa, nhưng mà tôi biết chắc chắn họ sẽ không dám làm. Even họ có đầy đủ về cái uh, uh, kỹ thuật pháp lý họ cũng không dám làm. Họ cũng phải cân nhắc. Tại vì họ biết việc này sẽ gây ra một cái chấn động lớn cho cả nước Mỹ và nó có thể dẫn tới một cái hậu quả không lường trước được một cái hậu quả không lường trước được. Họ phải cân nhắc. Do đó tôi nói với quý vị là tôi còn mong đó nhưng mà tôi biết là họ không dám làm đâu. nha. Yeah. Ok, à, bên Mỹ mà đưa xe bớt hợp pháp trên đường phố thì có sao không anh Phong? Thứ nhất là người đó sẽ bị bắt. Tại vì ở bên Mỹ một tất tất cả các cái sở cảnh sát đó họ đều có cái hệ thống computer trên xe của họ hết. Ở trên các chiếc xe cảnh sát khi mà chiếc xe đó chạy ngang qua đó là cái bản số cho tới cái xe đó đó là họ sẽ biết ngay chiếc xe đó là hợp pháp hay không hợp pháp liền ở mỹ này đó quý vị nhiều khi chiếc xe bị chặn lại chỉ vì cái người lái xe quên đi đăng bộ lại chiếc xe thôi ví dụ như chiếc xe mỗi năm phải đăng bộ một lần mà quên thôi thì chặn lại là bị phạt rồi mà khi chặn lại mà người ta biết xe ăn cắp nữa đó là người ta bắt ngay tại chỗ luôn người ta bắt ngay tại chỗ và thôi chiếc xe đó đi luôn nha ok rồi tiếp tục à khó khăn thì làm nhiều việc bốc vác chạy xe ôm còn không nổi thì đi kiếm một cái nghề mà học chứ xứ ở xứ việt cộng học nhiều cho lắm mà cũng làm được gì đâu than thở cái gì trời thank you cảm ơn rất là nhiều à sao bên mỹ không bắt buộc đi lính có chứ chính vì vậy nên mới xảy ra cái tình trạng có cái nạn gọi là phản chiến đó nhưng kể từ đó thì chính phủ mỹ họ thay đổi quan điểm họ không áp đặt cái luật đó trừ khi trường hợp nó gọi là khẩn cấp quốc gia thì họ có thể à, à, tổng động viên còn bình thường là cho người ta tình nguyện bình thường là cho người ta tình nguyện nhưng mà cái thời tổng động viên của nước mỹ năm thời chiến tranh việt nam đó thì nhiều kẻ chết nhát đó, mới tham gia phong trào phản chiến đó thì cái phong trào phản chiến bây giờ nó vẫn còn tồn tại và rất mạnh thì cái phong trào này là là những kẻ chết nhát lúc nào cũng mở miệng là phản đối chiến tranh đó nhưng mà thực tế là gì quý vị sợ đi lính sợ đi lính nhưng mà nước mỹ thì sau cái cái cuộc chiến của việt nam thì bên bộ phòng họ đổi quan điểm là trừ phi đất nước nằm trong tình trạng khẩn cấp tổng thống ban hành, ban hành cái lệnh khẩn cấp quốc gia vì an ninh quốc gia thì có thể sẽ có lệnh tổng động việt còn nếu không đó thì bình thường họ để cho người dân tự nguyện người dân tự nguyện muốn đi muốn dính hay không ở các tiểu bang miền 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 nam này quý vị đa số mà tốt nghiệp trung học đó mà thuộc gia đình bình dân đó thì họ ghi danh đi lính lý do sau 2 năm phục vụ trong quân ngũ thì họ sẽ được automatic đó là cái tin là cái sự tài trợ của chính phủ cho họ có tiền đi học đại học do đó nhiều giới trẻ ở Mỹ nè khi mà họ tốt nghiệp trung học đó mà gia đình bệnh dân mà họ không muốn vay tiền đi học không muốn xin financial aid thì họ có thể đi lính và hai năm sau hai năm trong quân ngũ thì họ sẽ được cái chương trình ưu đại của chính phủ tại vì họ là quân nhân ở Mỹ này quý vị quân nhân được coi trọng rất là nhiều quý vị đi các ngân hàng quý vị đi các chợ thì có thể thấy theo những cái bảng đó nếu quý vị là quân nhân nếu quý vị là veteran tức là cựu chiến binh đó thì quý vị hay là nếu là quý vị đang phục vụ trong military đó, tức là military service đó, thì họ sẽ có những chương trình ưu đãi riêng dành cho các quân nhân kể cả quý vị đi vay tiền mua nhà đó câu hỏi đầu tiên đó là quý vị có phải là military service hay không quý, quý vị có phải là veteran hay không tức là cựu chiến binh hay không thì nếu mà quý vị để yes một cái đó là họ có những cái chương trình khác ưu đãi cho quý vị rất dễ, phân lời thấp, vay tiền dễ, bất kể tín dụng của vị thấp. Thì đó là những cái chương trình ưu đãi của những cái cơ sở tư nhân và chính phủ dành cho người lính. Do đó, dân Mỹ thì tình nguyện đi lính nhiều hơn nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Wow, à Tại sao Hồ Chí Minh phạm tội ác di chủng trong cải cách ruộng đất năm 1953 nhưng sao tòa án quốc tế không viết à, 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 không xét xử hắn? Đơn giản thôi, lúc đó Hồ Chí Minh đang nắm quyền ở ngoài Bắc. Làm sao xét xử? Rồi bây giờ nó chiếm luôn cả miền Nam rồi đó. Thì cũng giống như bút tinh vậy đó. Cho nên nó không xét xử. Nhưng mà một ngày nào đó cộng sản bị sụp đổ thì người ta sẽ lôi lên bất kể Hồ Chí Minh đã chết. Người ta sẽ mua lên xét xử từng tội một. Và những tên cộng sản đang cầm quyền bây giờ cũng bị xét xử từng tội một luôn Khi chế độ nó bị sụp đổ Đơn giản vậy thôi nha yeah. Rồi tiếp tục à... Rồi gì những gì liên quan tới Tổng thống Trump tôi đã giải thích sơ sài Và một cách sơ khởi rồi Thì cái chương trình đó nó sẽ nằm trong cái hưu tinh nhật ký vào ngày mai của tôi Ở tại California Thì quý vị nghe rõ hơn còn bây giờ những gì mà tôi trả lời một cách à, khái quát và sơ khỏi cho quý vị thì tôi trả lời rồi không có nhắc lại nữa nha ok à có phải vua phổ nghi của bên trung quốc bị à, liên xô trả về khi ông tị nạn không cái địa điểm này thì tôi lại không biết tại vì tôi chỉ biết ổng là ông hoàng đế cuối cùng của, à, của triều đại quân chủ trung hoa thôi thì đúng ổng là còn việc ổng đi tị nạn ở đâu bị trả về hay là bị à... À, cộng sản Trung Quốc đầy đọa trong các cái uh, trại tập trung đó. Thì sau này đó uh, là là mình biết còn ổng có đi qua Liên Xô rồi bị trả về hay không thì mình không biết. Nhưng mà ổng là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại quân chủ Trung Hoa và ổng đã bị cộng sản cưỡng bức đi uh, lao động khi mà Mao Trạch Đông thống nhất nước uh, Trung Quốc năm 1949 nha. Yeah. Rồi tiếp tục à bà Le Pen là đối lập của Pháp kêu gọi từ uh, kêu bỏ kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm anh nghĩ cánh hữu trở về mạnh mẽ không hiện nay cánh hữu đang nắm sàn thực việc của Pháp thì tôi hy vọng rằng là những năm tới thì lực lượng cánh hữu sẽ quân bình được cái quyền lực ở tại nước Pháp ít nhất bây giờ họ nắm thượng viện rồi thì uh, tôi nghĩ rằng thời gian tới với cái tình hình mà gọi là cực tả này đó người dân Pháp chịu không nổi thì họ sẽ giành lại cái quyền và họ trao quyền cho bên cánh hữu để điều hành quốc gia thì có thể nha. Yeah. OK à gì đây à protect software bảo vệ à, bản quyền nội dung trên website bản hai một năm à, có auto xóa index bài copy à, của web thiên hạ không? À cái này tôi không biết nha. Liên quan tới bản quyền là tôi không biết đó. Tại vì cái giá trị mà quý vị mua bản quyền hay là mướn cái license bản quyền đó nó có thời hạn hết. Có khi một năm, có khi vài tháng, có khi 5 năm, 10 năm Ngày nào quý vị không đóng tiền Thì cái license đó bị revoke Tức là bị rút lại đó Thì uh, quý vị phải kéo cái đó xuống Kéo cái nội dung đó xuống Nếu như không quý vị sẽ bị uh, uh, kiện Hoặc là quý vị sẽ bị xóa đi cái trang của quý vị đáng chịu Tại vì luật bản quyền ở Mỹ rất khó khăn Và nó không hề có cái sự vĩnh viễn Không ai làm chủ ngoại trừ tác gì. Cái người uh, đẻ ra cái tác phẩm đó thì họ làm chủ vĩnh viễn còn không còn tất cả các công ty đó nó chỉ thuê mướn hoặc nó vay mượn cái bản quyền đó trong một cái thời hạn ngắn thôi hay là một cái thời hạn dài thôi chứ nó không có quyền làm chủ vĩnh viễn đó là luật bản quyền của mỹ cho nên cái nào không thuộc về mình đừng đụng tới tốt nhất cái nào không thuộc về mình từ nhạc nè rồi uh, uh, cái uh, melody nè cho tới lời nhạc nè tất cả những cái thứ đó là thuộc về bản quyền của người sáng tác và gia đình của người sáng tác nó không thuộc về bất cứ ai hết có thể là một công ty nào đó họ điều đình họ giờ họ khai thác cái bản quyền đó trong bao nhiêu năm thôi nha rồi tiếp tục à, wow Mỹ có thể đào tạo dư luận viên chống tuyên truyền của Nga và Trung Cộng không anh? Nước Mỹ không làm chuyện đó. Nước Mỹ không làm chuyện đó và Joe Biden từng có ý định nhưng đã bị dẹp rồi, không phải là à, dư luận viên nhưng mà họ thành lập một cái đơn vị gọi là chống disinformation ở trong Bộ An ninh nội địa, vừa thành lập chưa đầy 2 tháng là bị dẹp rồi. Tại vì cái đơn vị này vi hiến. Nó phải dẹp ngay lập tức là bởi vì vi hiến. Không ai có quyền nhân danh một điều gì để cản trở quyền tự do ngôn luận tuyệt đối ở nước Mỹ ok trên mạng xã hội nó là một cái platform tư nhân thì nó có quyền ra cái quy tắc của nó nhưng trong xã hội của mỹ thì cái quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối bây giờ thành lập một cái đơn vị trong chính quyền liên bang để mà kiểm soát disinformation đó là hành động vi phạm hiến pháp của mỹ cho nên là nó mới thành lập có hai tháng lật đật nó xóa bỏ ngay do đó ở mỹ không có cái chuyện mà phải đi ra tạo một cái lực lượng dư luận viên gì cả cái đó là do tình nguyện của những người mỹ họ cảm thấy bất đồng quan điểm thì họ lên tiếng tại vì nước mỹ là một cái nước xã hội dân chủ và một cái đất nước tự do nó không có cái nhu cầu đó mỗi một chính trị gia phải tạo ra cái lực lượng của mình riêng chứ chính phủ mỹ không làm chuyện đó mỗi một chính trị gia họ có thể tạo ra một cái lực lượng họ thuê mướn những người nào đó để mà ca ngợi họ là tấn công đối thủ thì có nhưng mà đối thủ về cá nhân chứ nó không có nằm trong cái nguồn máy của liên bang và của quốc hội nha rồi tiếp tục à... kinh tế Việt Nam sập đến anh thấy có sắp hay không à quay trở về và bảo cấp tôi đã nói hồi ngày hôm qua tôi có nói với nghe em tôi đó là chống mắt chờ xem từ tháng 6 cho tới tháng 12 năm nay thì cái ngành mà chuẩn bị đi vào cái tình trạng gọi là bấp bênh nhất và có thể sụp đổ tại Việt Nam là ngành ngân hàng. Bây giờ nó đang đứng trước một cái bờ bờ vực. Và nếu như mà nếu như mà tôi dự đoán không lầm đó, từ tháng 6 cho tới cuối năm đó là toàn bộ hệ thống ngân hàng của Việt Nam sẽ bị sụp đổ. Cái này là tôi cảnh báo trước đó, tại vì tôi phân tích ở trên cái dữ liệu về tất cả những cái thủ tục hành chánh, luật lệ, thông tư đó thì tôi thấy rõ ràng hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ bị sụp đổ từ tháng 6 cho tới tháng 12 năm nay nha yeah. rồi tiếp tục à họ đồng loạt mở lại tài khoản của ông Trump là mục đích để hại ông hay không nó no. tại vì họ nếu mà họ tiếp tục duy trì lệnh cấm họ sẽ bị khởi kiện hai tội tội thứ nhất là liên quan tới cái luật công bằng của FCC về các ứng cử viên thứ hai là họ phạm cái tội hình sự là xen vào bầu cử Hoa Kỳ. Nếu như họ tiếp tục cấm ông Trump, quý vị thấy cái bản cái bản thông cáo của Google ngày hôm qua hôm kia không? Chúng tôi phải tháo ra cái lệnh lift the ban với lại cái account của Donald Trump là bởi vì chúng tôi muốn tôn trọng cái luật công bằng tranh cử của các ứng cử viên. Thì quý vị nghe cái thông báo này là quý vị biết là họ không muốn phạm luật nếu họ duy trì cái lệnh cấm này, họ sẽ vi phạm cái luật đó, mà cái luật đó là luật hình sự, còn cái FCC đó là luật công bằng các ứng cử viên đó, thì bất quá thì chỉ bị phạt bạ thôi, chứ không có bị phạt tù gì cả. Nhưng nếu bị truy tố về cái tội xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, thì án tù tối đa là 15 năm, án tù tối đa là 15 năm, tại vì nó thuộc về luật liên bang và luật liên bang là no parole tức là trừ khi tổng thống ký lệnh ân xá còn nếu mà nó kết án đó bao nhiêu năm phải ở đủ bao nhiêu năm không có giảm án được không có giảm án được do đó các công ty này họ phải tuân thủ cái luật bầu cử của hoa kỳ và cái luật quy định của fcc do đó họ phải xả ra hết vấn đề chờ, sớm hay muộn thôi họ phải làm trước khi mà khởi động cái mùa tranh cử của năm tới tại vì ông trump đã chính thức đi vận động rồi mà trong thời gian ông vận động mà tiếp tục bị giới hạn thì những công ty này phạm luật nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái ra đọc rồi nha. À. Được phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ là một niềm hãnh diện. Do đó, tất cả những người quân nhân ở Hoa Kỳ họ được trân trọng và nhiều cái uh, cơ sở tư nhân cho tới những cái uh, uh, cơ sở của địa phương thuộc chính phủ địa phương đó, họ có những cái chương trình support tức là ủng hộ và yểm trợ cho những quân nhân và gia đình của họ quý vị thấy là trong các cái trại lính ở những cái khu vực mà có những quân nhân ở đó luôn có những cái siêu thị miễn thuế tức là ở trong đó quý vị chỉ cần đưa cái thẻ quân nhân ra thôi đó là tất cả đồ mua đều miễn thuế hết rồi quý vị đi xin mượn nợ của ngân hàng vay tiền mua nhà mua xe mua cửa thì cũng được ưu đãi rồi quý vị mở business vay về uh, gọi là small business loan uh, tức là uh, uh, nó nó gọi là tiểu thương đó thì cũng được luôn. Rồi à, quý vị làm bất cứ chuyện gì đó trên tất cả những cái form của các công ty họ vẫn ưu tiên ví dụ mướn người. Ví dụ như công ty mà nó mướn người mà quý vị đề trong cái điện trong cái đơn nó có đề là quý vị có có là cựu chiến binh hay không, quý vị đang có phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ hay không. Nếu quý vị đánh vô cái ổ đó là tự nhiên là họ quý vị sẽ được ưu đãi ngay. Quý vị sẽ được ưu tiên mướn trước so với những người khác đó là cái tinh thần của người mỹ họ hỗ trợ cho những người lính nha. rồi tiếp tục à, thường ở bên mỹ 70 tuổi người ta có dự nên giữ tài sản không ạ à? theo tôi biết thì à, có những người đi theo cái truyền thống gia đình á mà cái truyền thống gia đình á thì là luôn truyền lại cái tài sản cho con cái nhưng người mỹ thì khác tại con cái nó không nhận nó không muốn nhận tài sản đó cho nên thông thường người mỹ đó là về già đó họ đem hết tài sản họ bán rồi cái họ mua một cái mobile home họ đi vòng vòng nước mỹ cho tới khi họ mất còn nếu không đó họ đem hết tài sản đó họ quyên góp cho tất cả những cái trường đại học cho những cái cơ sở thiện nguyện hay là tôn giáo là sau khi họ đi thì những nơi này sẽ tiếp quản sẽ à, quản trị tất cả những tài sản đó theo cái di chúc họ thường thường họ lại không để lại cho con cái tại vì con cái không chịu nhận lý do nó không chịu nhận là thứ nhất nó phải tốn thêm tốn thêm công sức để nó bảo trì để nó quản trị thứ hai là nó phải gánh cái thuế rất nặng nó phải gánh thế nặng hàng năm ví dụ như bây giờ à, tôi mất đi tôi để lại cái nhà cho đứa con đi nó không ở nhưng mà mỗi năm nó phải đóng thuế đất rồi nếu nó bán ra đó thì nó bị đánh thuế lên tới 45% nhiều khi là 55% trên cái thuế tài sản rồi cái phần còn lại nó lại bị tính vào cái lợi tức của nó bị đánh thuế nữa Phiền phức lắm Còn nếu giữ cái nhà thì phải tốn tiền bảo trì Rồi lại phải mỗi năm phải đóng thuế Và nếu cho mướn thì phải lại tính thành cái thuế kinh doanh cho mướn nữa Nó nhức đầu lắm cho nên mấy đứa nhỏ nó không có muốn lấy tài sản của cha mẹ nó Nó muốn tự có tài sản riêng của nó thôi Do đó người Mỹ đa số là khi mà họ để trong di chúc trước khi mà họ mất á là họ quyên hết tài sản của họ cho trường đại học cho những cái trung tâm nghiên cứu cho những cái cơ sở tôn giáo hay cho những cái cơ sở thiện nguyện đó là cái thói quen của người mỹ và ngay cả hai vợ chồng tôi cũng vậy mặc dù mình chả có nhiều tài sản đâu nhưng mà cũng đâu có để lại cho con cái chúng tôi cũng ký cho hết chúng tôi cũng ký cho hết là bởi vì cái đó là cái truyền thống và cái văn hóa của nước mỹ nha ok Nếu do Thái tấn công Ba Tư thì Âu Châu bị ảnh hưởng gì không? Yes. Yeah. Ảnh hưởng trực tiếp luôn. Ảnh hưởng trực tiếp luôn. Không những là Âu Châu mà cả Hoa Kỳ nữa. Một khi mà do Thái tấn công Iran là nó ảnh hưởng toàn bộ các cái uh, các cái uh, nơi trên thế giới luôn. Tại vì nó sẽ bùng nổ lớn nha. Yeah. Ok à Tại sao Biden quay sang cứng rắn với tội phạm vậy anh Phong nó đâu có cứng rắn đâu ông đâu có cứng rắn đâu, ông còn ông còn ủng hộ cho mấy cái chương trình gọi là Nobel nữa mà, tôi không thấy ông cứng rắn, ông còn mềm hơn ai hết nữa, ông chỉ cứng rắn với súng thôi, tức là ông là trong cái khuôn hướng cánh tả là nó muốn siết chặt cái quyền sở hữu súng đạn của người dân, tức là tu chính đáng số ai đó, chứ ông đâu có cứng rắn với tội phạm đâu, ông cứng rắn với vũ khí và ông nhân danh tội phạm thôi, nha. Rồi tiếp tục, à Wow, à lướt qua một số cái đọc đọc rồi nha. Con tôi sau khi học trung học xong gia nhập tiểu quân lục chiến, sau 4 năm cháu trở về đại học chỉ có 3 năm tốt nghiệp mà không trả học phí. Sau đó cháu được à, mua được nhà, bảo hiểm sức khỏe với giá rẻ Dạ, yeah, Tôi đã nói quý vị rồi, ở Mỹ này là vậy. Cho nên là những đứa trẻ ở khu vực ở miền Nam nước Mỹ đó, đa số tụi nó đi lính để mà tự mình có được cái tiền học mà không cần phải vay mượn sinh sổ của ai hết. Ngược lại ở Cali, ở New York, mấy đứa trẻ mà ra, ra trung học đó là nó đi khắp nơi nó shop. Nó đi sau, ở khắp nơi nó kiếm tiền học phí. Lớp thì cho vay, lớp thì xin sổ miễn phí. Nó khác nhau chỗ này. Nó khác nhau chỗ này. Những đứa trẻ ở những khu vực ở miền Nam, ở miền Nam nước Mỹ đó. Tức là dọc theo từ Arizona qua tới Florida rồi lên tới South Carolina đó. Luôn là như vậy hay North Carolina đó. Ngược lại, những đứa trẻ mà ở các cái trường ở California, ở New York đó, nếu không dựa vào tiền học của cha mẹ đó, thì cũng đi xin phải có bú sữa phải nan aid hay là đi vay tiền để học. Nó không có cái tinh thần giống như cái nền giáo dục của miền Nam. Do đó, tôi lại thích cái nền giáo dục ở những tiểu bang miền Nam hơn là như vậy. Hôm qua mà tôi ghé tôi ăn crawfish ở cái tiệm gần nhà đó quý vị. Quý vị thấy thằng bé mới có mười mấy tuổi à mà đứng làm việc cho gia đình đó. À rất là nghiêm túc ra phụ gia đình và cái tiệm Croft thì mình thấy là cái văn hóa giáo dục của các tiểu bang miền Nam nó tốt rất hơn rất nhiều cái điều này tôi rất hiếm thấy ở Cali ở Cali là một là nó chui vô nhà nó chơi game còn hai là nó nhấn nút đó biến, nó biến đến nửa khuya nó mới về tới nhà nó đi học xong á, là cứ bị không thấy mặt mũi nó đâu hết á. nhiều khi mà kiếm nó phụ mà cắt miếng cỏ trong nhà còn không có chứ đừng nói đi ra phụ nhà hàng khó lắm nha rồi tiếp tục à... Wow lướt qua một số những cái à... Ok nhà... à... nhờ, nhờ, nhờ chú Bông cảm ơn con à, Anh tôi già để nhà cho con cháu nó không lấy nó từ chối Thì tôi nói quý vị đa số tôi nó từ chối Đa số tôi nó từ chối tại vì bị mất công nó phải maintenance Nó phải bảo trì nó phải quản lý rồi mỗi năm nó phải đóng thuế rồi tù tùm lum chi phí hết Tụi nó không muốn phiền phức Tụi nó không muốn phiền phiền phức cho nên á Là đa số những người lớn tuổi Mỹ á Là về già Một là họ bán hết tài sản Họ mua một cái mobile car Họ đi một vòng nước Mỹ Đi tới đâu ở nơi đó một vài tháng đi nơi khác ở tiếp cho tới khi nào họ qua đời thôi Còn nếu không đó Là họ đem họ ký cho hết Họ ký cho các cơ sở hết Họ đóng góp lại cho xã hội hết đó là cái cách của người Mỹ đó nha yeah. rồi tiếp tục wow à người Mỹ dùng súng cần những thủ tục gì chả có thủ tục gì hết chỉ kiểm tra là lịch đừng có phạm án đừng có bị bệnh tâm thần ở thời đại điểm này thì bất kỳ một người Mỹ nào trên 18 tuổi đều được quyền sở hữu vũ khí hết ok đó là cái tu chính đáng số 2 quyền của người Mỹ rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả quý vị trong chương trình kế tiếp của TNP Channel Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau Bye bye